mời em giới thiệu về mình. Em tên là Trần Ngọc Quốc, năm nay em 25 tuổi. À. Em là nhân viên ngân hàng. Nhân viên gì? Dạ, ngân hàng. Nhân viên ngân hàng. Nghe tưởng nhân viên hạt. Dạ, hạt é. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và ban giám khảo. Trời ơi, cái này đi game show. Dạ, khán giả. Em tên là Trương Mẫn Nghi, hiện nay em 22 tuổi. Em đang ở nhà chăm sóc con. Em bé được mấy tháng rồi kìa? Dạ, hiện giờ là được 4 tháng rưỡi rồi chị. Ủa, hai em mà lấy nhau lâu chưa? Lấy nhau cách đây khoảng được 1 năm rưỡi rồi chị. Năm rưỡi. Anh hỏi em xem em nói chị. Buồn với em kêu em bằng chị hả? Anh nói đùa thôi. Dạ. Chứ làm tụi em cưới nhau là có con liền đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe đi, hai vợ chồng gặp nhau như thế nào? Em với chồng em gặp nhau ở quán trà sữa, quen qua một nhóm bạn thì sao em? Tuyệt vời. Dạ thì mới đầu gặp nhau thì tụi em cũng không có ấn tượng gì nhau. Tại vì thứ nhất á, cái tiêu chí bạn gái của em á, trắng, dễ thương, ngoan hiền. Có trắng, có dễ thương, có hiền à. Dạ, với lại cái tiêu chí quan trọng nhất là bán kính không quá nhà em 100m. À, thích cô dạ, hàng xóm. Không phải, em thích gần nhà mình, nhưng đi lại cho nó dễ. À, để rước dâu á, dạ. Chứ không có tốn xăng. Đúng không? Dạ, thì lúc đó thì vợ em thì cũng da ngâm ngâm, người cũng hơi bé bé một xíu. Nói chung là không có không trong tiêu chí của mình nên mình cũng không để gì hết. Không trong tiêu chí? Ủa? Nhà thì xa à? Dạ, thì nhà thì cũng hơi xa. Ủa nhưng mà là Nghi là chắc có lẽ là sinh xong nên là thay da đổi thịt hay sao đúng không? Rồi hồi trước ảnh hay nói với em câu hả, ngâm ngâm da trâu nhìn lâu mới đẹp. Rồi hồi nãy tôi định nói câu đó rồi đó. À. Dạ mới đầu không yêu á thì nói là không thích mà khi yêu rồi thì lại nói cái câu đó để biện hộ. Còn cái ấn tượng của em về ông xã em lúc đó thì như thế nào? Dạ ấn tượng của em á là thấy anh này nói chuyện hoạt bát, vui vẻ, hay làm trò cười cho mọi người. Với lại thấy nói chuyện mà kiểu mà nhây nhây á. Em thích mấy người mà nhây nhây gì. Nhây à? Ồ, cái gu lạ ha. Nhưng mà tôi cũng nhây lắm nè, nhưng mà là ai cũng ghét chứ. Dạ, nên nói chung là em cũng có để ý chồng em. Nhưng mà tại vì thấy ngoại hình thì nhỏ con quá, em thấy có vẻ không hợp với em. Em thì to con nên em không có để gì mấy. Thế là thấy thích thích vậy thôi. Dạ đúng rồi. Chồng là thấy không phù hợp tiêu chí. Dạ đúng rồi. Vậy thì cuối cùng ai là người thích ai trước? Là chồng em để ý em với lại tấn công em trước. Lý do? Tụi em cũng đi uống trà sữa với nhau mấy lần thì em thấy vợ em nói chuyện cũng vui vẻ, hoạt bát. Thì mình có nói chung là cũng mến mến thôi. Cái lúc đó mình đang ế đúng rồi. Thì muốn là cũng xin số điện thoại cho mình nhắn tin thử mình nói chuyện coi sao. Khoảng 1 tháng á thì em thấy cũng thích thích. Sao mà anh nhắn tin đó hả, là hả qua một thời gian anh nói chuyện thấy em cũng hợp tính anh, với lại hai tụi mình cũng chưa có người yêu á, nên thôi giờ anh mạn phép xin em về đội của anh nha. Trời ơi. Cái gì vậy hả, đáng yêu quá. Về đội dạ. Anh dạ. Về đội. Dạ lúc đó tại tụi em hay coi chương trình The Boy á, cái con bị nhiễm cái từ về đội. Dạ đúng rồi. Tôi lại nghe tưởng về đội đá banh. Vậy là lúc dạ. Đó là em vẫn còn. Lúc đó em đang học quản lý nhà hàng khách sạn á. Rồi tại sao lại phải cưới sớm như vậy? Thì tụi em thấy tìm hiểu cũng nhiều, với lại nhà em thì cũng neo đơn á, một mình em với mẹ em thôi. À. Em có muốn hợp thức hóa giống mà cưới về rồi sinh con để cái cho nhà nó vui cửa, vui nhà vui cửa. Nhà vui cửa. Dạ. Dạ. Mẹ có vui không? Mẹ có đồng dạ, ý. Dạ mẹ thì đồng ý, vui tại vì mẹ em thấy tính tình vậy em thì tốt, với lại nói chung là chịu khó lắng nghe. Nãy em nói là hợp thức hóa. Dạ hợp thức hóa. Hợp thức hóa chuyện gì? Hợp hóa chuyện cưới sinh. Chắc không hay dạ, là hợp dạ, thức hóa chuyện kia? Không, là chuyện này. Thử nó hợp thức hóa chuyện ông bác sĩ. Thôi, dạ, dạ. Để yêu. Tại vì nhà em với ảnh thì cũng xa nhau quá mà quen nhau thời gian 2 năm mà đi lại chắc tiền xăng hơi nhiều rồi. Đủ mua. Nhà em thì có đồng ý luôn không? Dạ có, em cũng vừa tốt nghiệp á thì gia đình em cũng đồng ý luôn. Dạ. Như vậy là anh hỏi nè. Dạ. Em lấy vợ, vợ còn rất là thiên đi. Dạ. À, vậy thì về nhà có hành em theo kiểu mà trẻ con mà hành người lớn. Dạ đó là điều tất nhiên rồi. Vợ em á thì ở nhà đúng được cưng chiều á, không biết nấu ăn, nói chung là không biết gì hết. Ừ. Em biết làm không? Dạ thì em cũng biết chút chút. Nên lúc về thì vợ em nói chung là tính nít thì cũng nhõng nhẽo rồi vậy đó, cũng ngủ nướng vậy á, thì em cũng về mình khuyên bảo rồi mình chỉ cho vợ em làm từ việc nhà rồi nấu ăn. Thì không, em chỉ là mẹ em chỉ. Dạ em chỉ. Đúng rồi, anh chỉ á chị. Giỏi vậy, ông cũng hơn người ta có 3 tuổi cũng con nít chứ bộ. Dạ nhưng mà em thấy ảnh 25 tuổi mà em tưởng ảnh
ba mấy 40 tuổi thôi. Cái gì cũng biết á chị. Dạ, em biết nấu ăn là nhờ ảnh chỉ em. Mà em học ở đâu? Dạ thì em cũng học từ mẹ em, tại vì nhà em cũng có hai mẹ con á, nên em được. Là bạn này thương mẹ lắm nè, đúng không? Dạ. Rồi hai bạn về ở chung với nhau vậy thì có tật xấu gì không? Hiện tại bây giờ là em thấy nhiều lúc ảnh cũng yêu thương em nhưng mà có sự hơi vô tâm xíu. Giống như là em đang mang bầu á, tối ngủ mình hay bị chuột rút á, xong rồi hả em cứ dậy dậy kéo chân cho em, ổng ngồi dậy xong rồi hả cầm chân của em xong nằm xuống ngủ tiếp. Xong rồi lúc đó em cũng tức dễ sợ, em cứ anh cái ngồi ngủ khò luôn, không quan tâm em luôn. Sáng dậy em hỏi, ủa anh hôm qua em bị chuột rút á anh có biết không? Không biết. Kiểu như bị mộng du. Anh hiểu cái cảm giác đó, anh hiểu. Dạ, em bị cái thật là ngủ là mình không biết gì hết á. Nên có nghĩa là hơi vô tâm xíu. Còn gì nữa không? Mê coi đá banh lắm chị. Khuya em dậy em đi vệ sinh, em không thấy ảnh đâu hết á. Em suy nghĩ trong đầu á, rồi chắc xuống dưới nhắn tin với con nào rồi. Rình rình đi xuống, mà đi nhẹ nhàng lắm nha. Mà ai về đi xuống dưới hả? Tivi thì mở, tay chân hả phe hết trơn, ngủ ngáy khò vậy á. À coi đá banh ngủ luôn hả? Dạ ngủ luôn, bỏ em ngủ mình, bởi vì em ghét lắm. Ngủ mình mà gặp em sợ, em buồn nữa. Với lại lúc em... đó là có em bé chưa? Từ lúc chưa có em bé tới có em bé lúc nào anh cũng là trốn. Bây giờ còn không? Bây giờ còn. Mỗi lần mà trốn xuống dưới hả mà em không thấy là em cứ suy nghĩ trong đầu là chồng em chắc là nhắn tin với ai. Rồi còn em, tật dạ. Xấu của vợ em là gì? Dạ vợ em thì có tính trẻ con, hay nhõng nhẽo với lại cũng nóng tính lắm. Giống như một vấn đề mà giống mình chưa suy xét kỹ á thì hay quạo này kia, xong rồi lúc mà suy nghĩ được rồi á thì mới bắt đầu ngồi phân tích ra rồi xin lỗi lại. Rồi giờ cháu coi như vợ chồng thì còn trẻ quá mà. Hai chồng đang ở cái giai đoạn mà gọi là sung mãn sung sức vậy đó. Dạ. Có con liền rồi nó ngưng luôn tới giờ luôn hả? À thì em ngưng luôn. Ngưng luôn rồi dạ. Như vậy là em chịu được hả? Dạ, thì mình nghe lời khuyên bác sĩ là sau khi sinh thì phải để cho người phụ nữ khoảng 6 tháng ta hồi phục. Em có cảm thấy ức chế không? Có khi vì cái nguyên nhân đó mà em hay trốn vợ xuống dưới phòng khách không? Dạ không, vì thì em thì không có cái đó. Chủ yếu xuống ở dưới là coi đá banh với là coi phim để mình dễ ngủ. Nó còn cũng hơi khó ngủ á. Bộ em nằm ở trên em ôm vợ em ngủ không được hả? Hay sao? Em mới tập em là phải coi tivi á, cho nó giống sáng sáng dễ ngủ. Em phải mượn cảm dạ. Anh nói ảo để dạ, mà cho rồi. Em dễ ngủ. Dạ đúng rồi. Đeo cái phone vô đó, có cái tiếng tivi nó xè xè xè. Sự thật là vậy luôn. Dạ đúng rồi. Không có một bức xúc gì luôn. Dạ đúng rồi. Thế thì bây giờ em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em muốn ảnh đó là bớt vô tâm, cùng chia sẻ công việc với em, với lại thương yêu gia đình nhiều hơn. Chị còn em muốn về em là bớt nóng tính, biết suy nghĩ. Ủa vậy là đó vậy mà không biết suy nghĩ hả? Dạ không phải, em suy nghĩ theo kiểu mà vô tư thoáng á, còn đơn chồng giản. Em á thì cái gì cũng phải suy nghĩ cặn kẽ vô chi tiết này nọ. Tức là kỹ em càng đơn giản hơn. Còn chồng dạ. Em thì muốn mọi thứ nó phải chỉnh chu, nó phải dạ. Trước sau, nó dạ, phải logic. Dạ đúng rồi. Tất cả mọi thứ đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Em biết sao, chị nghĩ là em không cần đòi hỏi thì đến một lúc nào đó theo thời gian và theo cái hoàn cảnh á, vợ em cũng sẽ làm được cái điều đó. Bởi vì vợ em còn nhỏ quá mà, chị nhớ năm chị 22 tuổi á, chị vẫn còn là một cái người con gái chưa có gia đình, vô tư lắm. Thực sự chả có nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Còn bây giờ vợ em lại gánh trên vai là một cái trách nhiệm quá lớn, làm mẹ, làm vợ mà sống với gia đình chồng nữa. Dạ đúng rồi. Rồi phải nuôi con nữa. Cho nên rằng là em cứ để cho vợ em có một thời gian để vợ em tự bồi đắp cái bản thân của mình, bồi đắp cái suy nghĩ của mình. Còn ngay thời điểm này thì phải tạo mọi điều kiện để vợ em có sức khỏe, có một cái sự vui vẻ ở trong đầu óc, trong người để có thể nuôi con được tốt nhất. Chị nghĩ là như vậy. Còn về phía em thì chị nghĩ là bắt đầu từ hôm nay đi, bỏ cái vụ mà xuống dưới coi tivi đi. Giờ 4 tháng rưỡi rồi, sắp đến cái ngưỡng mà bác sĩ cho phép rồi. 6 tháng. Đó, sắp đến cái ngưỡng đó thì nên chăm sóc vợ, âu yếm vợ, an ủi vợ để cho vợ em cảm thấy ấm áp nha. Rồi, tiếp tục và thực hiện. Thôi, cảm ơn em. Cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn. Chào hai em, giới thiệu anh nào. Em tên Lê Quỳnh Cẩm Thi, 28 tuổi, đến từ Tây Ninh. Hiện nay em đang công tác ở nhân viên y tế ở trường học. Còn em? Dạ, chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trương Thanh Khoa, hôm nay em 27 tuổi. Nghiệp của em là điều dưỡng và em đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Cao Văn Chí ở Tây Ninh. À, hai vợ chồng là từ Tây Ninh lên đây hả? Dạ. Lúc nào? Lên hôm qua. Tối hôm qua luôn. À, dạ. Có ở chung chỗ với cái cặp mà từ Đà Nẵng không? Dạ có ạ. Kế bên phòng ạ. Có, nhưng mà sáng nay mới biết là ở chung kế bên phòng, tối không biết. Vậy đó hả?
cũng đại diện cho chương trình. Xin cảm ơn hai bạn đã từ Tây Ninh để lên đây để mà tham dự chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Hai bạn có cuồng chương trình giống như là cặp vợ chồng ở Đà Nẵng vô không? Dạ, có hơn vậy nữa. Trời, thích vậy. Nghe câu là cuồng chương trình nó xuất gì đâu. Thế mà cuồng hơn là sao? Ở em kể gì dạ, nghe coi. Dạ, thích hai người lắm, thích lâu lắm rồi, ngưỡng mộ lâu lắm rồi. Trời ơi, thích thật á. Với lại một điều là hai đứa muốn thích được lên TV nữa. Dạ. Nhưng mà thích lâu chưa? Dạ, thích lâu rồi. Em coi trên YouTube cứ ngày nào cũng coi, hai vợ chồng ngày nào cũng coi, nó ước gì mà được ngồi trên đó. Thứ hai là được rồi đó. Dạ. Tụi em đã cưới nhau lâu chưa? Dạ, một năm rưỡi. Dạ. Còn son quá hả? Đúng không? Dạ. Rồi hai bạn gặp nhau như thế nào vậy? Lúc ban đầu là chỉ là bạn thôi, là học chung trường rồi ở nhà trọ cũng gần kế bên nhau vậy đó. Bạn rồi chơi chung rồi thân. Thực sự lúc đó thì ai cũng có người yêu hết, nên là không có nghĩ là sẽ đến với nhau. Rồi hai đứa cũng không phải là gu của nhau nữa. Ngày xưa em ghét anh này lắm. Vậy hả? Dạ. Thứ nhất là nhỏ tuổi hơn. Em là không thích bao giờ thích người nhỏ tuổi đâu nha. Em muốn được một người đàn ông nào đó che chở cho mình vậy đó. Thứ hai là đào hoa lắm. Vậy đó hả? Hai ba lần là toàn là quen lúc một lúc hai cô. Trời hai cô đó biết nhau mới hay chứ. Ghê ha, trời, bắt cá hai tay mà hai cá là đồng loại luôn á. Ghê thiệt đó. Dữ thiệt. Nhỏ mà có vỏ ha. Tức là em biết cái trường hợp đó là bởi vì lúc đó đang là bạn rồi đúng không? Dạ đúng rồi, bạn thân nên chuyện gì em cũng biết hết. Rồi khi nào thì mới bắt đầu là có cảm tình với này? Em thì không có cảm tình anh. Anh xuống anh cua mẹ em. Nên mẹ em đồng ý nên em phải theo mẹ em thôi chứ em không. Đi cua mẹ em hả? Dạ đúng rồi. Em thích bạn này từ lúc nào? Đi đám cưới có một người bạn. Bình thường thì thấy nó không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà hôm đó cái tự nhiên là trang điểm lên, rồi mặc một cái đầm rất là xinh. Bắt đầu có là để ý mới nói với thằng bạn cùng phòng là trời, ước gì là sau này tao cưới được vợ tao ha. Ồ vậy đó hả? Dạ. Mà cái lúc đó là còn quen hả? Dạ còn. Mà hai bạn kia dạ, có ghen không? Có ghen, tại vì là biết là bạn thân cho nên là không có ghen. À là hai bạn kia không có ghen với bạn này. Dạ đúng. Rồi sau đó rồi em cũng chia tay bạn hết rồi. Lúc đó mới buồn. Rồi cái hai đứa mới là hẹn nhau cà phê tâm sự. Nhóm của em chơi chung là khoảng 10 đứa. Rồi lúc đó mấy đứa mới nói là thôi hai anh chị cũng lớn rồi. Rồi giờ cũng không có ai thôi, anh chị đến với nhau luôn đi. Hai đứa đều ế hết thôi, cưới nhau cho đỡ ế hai đứa. Làm gì kỳ vậy? Lúc đó em mới về nhà dưới mới gặp mẹ của vợ em. Lúc đó thúc hai đứa là cưới nhau đi. Vợ thì lúc đầu cũng không đồng ý đâu. Tại vì nó là bạn thân thì được, nhưng mà yêu thì không có cảm giác. Như vậy có nghĩa là trước khi cưới em đã thực sự yêu chưa hay là thành vợ chồng rồi? Lúc đó em nghĩ là trước em khi cưới em chưa yêu à. Đúng không? Chị cũng có cảm giác như vậy. Dạ. Tại vì là cái với phụ nữ nó ngộ lắm em. Phụ nữ nó cái sự mà gọi là thay đổi nó không có nhanh như đàn ông. Rồi kể từ khi em rung rinh cho đến lúc mà cưới thì là bao lâu? Dạ chưa đầy 2 tháng ạ. À. Nhanh quá ha. Dạ. Không, mà tại vì họ quen nhau lâu rồi. Rồi bây giờ cưới nhau rồi đó. Phát hiện vợ em có cái gì bất ngờ. Thôi nói chung là tật xấu. Tật xấu thì nhiều lắm. Em dễ thương anh đừng nói vậy. Khi mà cưới về á, vợ phát cho em một cuốn sổ, trong đó là ghi là nhật ký vợ chồng. Tức là những cái vui buồn gì đó là phải ghi trong đó. Mỗi ngày là có những chuyện gì phải ghi hết. Ở cái trang đầu tiên á, vợ có ghi cái 5 điều của vợ dạy. Thứ nhất là vợ luôn luôn đúng. Thứ hai là nếu vợ sai xem lại điều 1. Thứ ba là phải tuyệt đối yêu thương vợ. Cái thứ tư là tiền của vợ là tiền của vợ, tiền của chồng cũng là tiền của vợ. Trời ơi, tôi biết ngay cái câu thứ tư đó. Cái thứ năm là nếu như chồng thực hiện đúng những điều trên đó thì vợ sẽ tuyệt đối yêu thương chồng. Câu thứ năm dễ thương ha. Dạ. Đó mà muốn được câu thứ năm phải làm hết 4 dạ. câu kia đó. Dạ đúng rồi. Muốn dạ, được cố gắng. Mệt mỏi lắm. Mà có làm được 4 câu kia cũng tương đối thôi. Rồi sao nữa? Rồi có một cái tật đó là vợ hay lười việc nhà lắm. Ít khi làm, nằm ngủ kia đó. Cái em về, cái em nói, ủa sao vợ không dọn dẹp phòng, không dẹp đồ đi. Cái vợ bắt đầu chu cái mỏ lên, nói anh không có thương em hả? Anh cưới em về để anh chửi em hay sao hả? Xong cái bắt đầu lâm lăn đùng ra đó, nói là rồi giờ chả chết rồi đó. Rồi giờ chồng làm gì chồng làm đi. Chuyện này hay nè. Em kêu sao chết lăn vô tí xíu rồi cho em dọn dẹp. Rồi xong em tự dọn dẹp xong hết rồi em vô. Cái bắt đầu cái nói chồng mệt không? Chồng nằm nghỉ đi để vợ làm tiếp cho. Mà xong đó là anh làm xong không? Không, trước khi là bà hỏi coi đó là bạn cũng nghe mắt cũng nhìn rồi. Rồi, nó là gì? Đùng đẩy tất cả công việc cho chồng. Dạ. Đúng không? Rồi còn gì nữa không? Rồi có một cái tật là mỗi lần mà đi đâu chơi á, là vợ tủ quần áo lên. Nói em hết đồ mệt rồi. Mà trong khi đó là tủ đầy nhóc luôn. Cứ mẹ nheo em nói là anh phải mua đồ mới cho em chứ giờ mặc đồ cũ hoài kỳ lắm. Em mới nói là
Rồi bây giờ khi nào mà em dọn hết cái đống đồ trong đó đi rồi sẽ mua đồ mới. Mà cứ tiếc tiếc, cứ để đầy nhóc luôn, muốn sập xào luôn mà vẫn còn nguyên. Nhưng mà em có tiền để mua đồ không? Tiền thì vợ em giữ hết rồi. Thì đó. Tiền của chồng cũng là tiền của vợ. Dạ đúng rồi, tiền của vợ. Bây giờ nói, nếu em muốn anh mua đồ cho em thì em làm ơn, em hủy giùm anh cái điều hai. Rồi ngược lại đi, bây giờ tới em nói xấu đi. Bây giờ tội nghiệp bị vạch mặt quá. Anh này thì xấu, đúng như em dự đoán luôn chị. Nhỏ tuổi hơn thì sẽ trẻ con, đúng trẻ con hơn, em nghĩ nhiều. Về nhà, như con nít vậy đó chị, muốn mua gì, phải mèo nheo chừng nào em mua được thôi. Mà mua đồ toàn như trẻ con không. Đồng hồ, mua đồng hồ nháy. Phát sáng. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Đồng hồ phát sáng mới chịu. Có đi về ba ta phát sáng không? Có đi về phát sáng không? Dạ cũng xém rồi nhưng mà em chưa cho mua đó. Cái gì nữa? Tối ngày xem Doraemon anh chị. Xem Doraemon. Ví dụ như em mượn làm giùm mà không thích làm á. Siêu nhân Gao biến hình. Biến hình mất rồi, giờ không có đây đâu làm cho em. Nhưng mà trong khi đó cũng còn xuất hiện như con trâu ngồi đây mà. Siêu nhân Gao biến hình rồi. Ghê lắm chị. Chắc hát được bài hát của siêu nhân Gao đúng không? Rồi còn gì đâu. Tối ngày ăn cái gì cũng phải phan anh chụp hình anh đăng Facebook rồi xong em mới được ăn. Nói chung là cũng ông thần phay á. Đúng rồi, sống ảo lắm anh, đi đâu cũng chụp hình thấy đăng Facebook. Thích trò gì của con nít nữa? Nhiều trò con nít lắm. Thích đi gì? Chơi với con nít không mà chị thích những cái hội ở con nít như hội audition rồi á, chị nhảy gì đó. Cái đó là cái sở thích của em. Dạ, tại vì thích nó trẻ trung nó nhí nhảnh. Con nít lắm chị, ở nhà công việc gì là toàn là em quyết không à, anh không quyết được cái gì hết á. Rồi vậy cái bạn chồng này bạn đi chơi với mấy bạn túi tiên này nọ rồi trong đó là chắc chắn phải có mấy bạn nữ rồi thì em có ghen không? Đôi lúc cũng thấy cũng bực mình nhưng mà tánh em thì không ghen, tại vì thí dụ như nếu mà có người khác em đồng ý thì mai mốt em có người khác ráng chịu vậy thôi. Phải cũng có nói là nếu mà chồng mà ngoại tình chỉ một lần thôi giờ cũng không tha thứ nữa. Đúng rồi, tại vì bắt gặp một cái là gọi là ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng liền. Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi gì? Đừng có ôm cái điện thoại nữa anh, trời ơi ôm cái điện thoại còn hơn nhiều hơn ôm vợ nữa anh. Lý do gì mà em ôm cái điện thoại dữ vậy? Tại vì em mê xem mấy cái chương trình hài giống như chương trình trên truyền hình á. Tại sao không coi trên truyền hình để mà hai vợ chồng cùng coi? Thích không gian riêng á chị, coi một mình xong rồi nằm cười một mình. Kỳ vậy đó. Như là tự kỷ vậy đó sao chị. Sao coi chung mà cười chung luôn mới vui. Tại vợ thì cũng không có thích mấy chương trình hài lắm. Có đây em, khi có em bé rồi á, anh nghĩ là chồng em sẽ bỏ cái điện thoại. Cũng giống như anh đó vậy, cũng ôm điện thoại á. Mà khi mà có con rồi cái tự động điện thoại phải đem ra ngoài. Không anh mà em sợ lúc đó em lại chăm hai người con á anh. Tính như con nít. Không có đâu cưng. Chắc chắn điệu luôn. Tại vì ông chồng nào, ông cha nào cũng rất sợ cái sóng điện thoại nó ảnh hưởng đến em bé. Không, mà chính ra nếu mà em mà có con á là bạn này chơi với con em á khỏe luôn. Là hai người bạn với nhau. Đó em thoải mái rảnh làm chuyện khác. Thiệt mà. Rồi bây giờ mong muốn là bớt ôm điện thoại lại. Dạ. Còn gì nữa không? Bớt cọc cằn. Cọc cằn hả? Dạ. Tính trẻ con nhưng mà lại cọc cằn. Đi làm về cứ như là ai ăn hết tiền hết bạc vậy đó, mặt cứ nhăn nhăn lên vậy nè. Mà nói tới là làm như là sực lại ngay. Em sợ. Vậy hả? Áp lực công việc hả? Mà mỗi lần sực gì em có sực lại một đêm nó hơi lúc đầu là em sực dữ lắm. Bây giờ quen tính rồi thôi kệ. Về tự khùng rồi tự bỏ đi. Nhưng mà vợ vẫn là nằm kèo trên mà. Mỗi chuyện gây lộn thì vợ lúc nào là vợ cũng thắng nhau hết. Vợ luôn đúng mà. Vợ luôn đúng à. Đúng rồi, có năm điều vợ dạy rồi cưng. Có lần mà mới về em tức quá, em nói mẹ hôm nào mẹ đi vắng khỏi nhà một bữa đi, con đóng lại con đánh mẹ, con đánh vợ con vậy mẹ nhìn không ra luôn. Mà đó giờ có đánh chưa? Chưa đánh. Em quánh không à. Ông mới nói đó, bao giờ em là kèo trên mà. Còn gì nữa không? Dạ, em lớn tuổi hơn á, mình đã mặc cảm là mình lớn tuổi hơn rồi. Mà ra đường sửa soạn những nít cái mình không muốn đi chung, cảm thấy là mình già hơn, mình không thích. Mà ảnh cứ vậy, cứ chạy chuốt lắm chị. Còn bạn trai, bạn muốn bạn gái thay đổi cái gì? Không cần vợ thay đổi gì nhiều quá. Vợ cứ như vợ vậy là được rồi. Mát ruột chưa? Cái lời nói này đâu phải của đứa nít đâu, của một người chồng không, là... Không chị, lãng mạn sẽ sến luôn hả chị? Nên nói vậy thôi chứ trong bụng có khi là khác hả chị? Có không? Có khi sao dạ, để vợ giật mặt hoài. Cái này là thật, này là thật. Đó. Vợ hãy cứ như là vợ bây giờ đúng không? Có nghĩa là vẫn chấp nhận năm điều vợ dạy của em đó. Không, nói vậy thôi chứ tối ngày thên vợ hung dữ quá. Vợ bớt dữ dữ là cho chồng dễ thở, dễ sống đi. Rên là nhiệm vụ nó phải rên rồi đó. Ảnh là như cái mỏ than Quảng Ninh vậy đó chị, thở ra cái gì cũng... Ôi sao mà nó mệt quá. Còn em thì em sống lạc quan để bù trừ lại. Không, tại vì nhiều khi em chưa quan tâm nó cho nên phải rên để cho em quan tâm. Con nít là vậy mà. Sao cuộc sống có hai bạn này dễ thương mà, đúng không? Hai vợ chồng đều có hai cái chiêu rất là dễ thương luôn.
ông coi như tôi chết rồi đi. Để ông làm để siêu nhân gao biết hơn. Cuối cùng siêu nhân gao cũng phải làm. Thực ra chồng nhỏ tuổi hơn mình á, có những cái giống như vợ tâm sự đó, có những cái mặc cảm. Thực ra nhìn tụi em á thì cái độ chênh lệch nó không có, nhưng mà tại vì á thường cái tâm lý phụ nữ là như vậy đó, cho nên rằng á theo chị á thì em nên để tâm đến cái cảm xúc đó của vợ, nhất là sau khi mà vợ còn có con nữa thì cái đó còn phải để tâm hơn nữa. Ví dụ như là ta chững chạc lên, ta bớt những cái trò stin đi, mình sẽ chia với vợ mình và để mình tạo cho vợ mình một cái cảm giác là đây là chỗ dựa của vợ. Yeah. Còn cái tâm hồn trẻ con thì mình vẫn giữ để làm chi, để mốt mình coi con phụ cho vợ. Yeah. Thì là em sẽ lấy lòng được con em còn hơn vợ em nữa đó, đảm bảo nó sẽ bám em. Đó, chị nghĩ là như vậy. Riêng vợ thì chồng muốn là vợ y như vậy thì thôi, vợ cứ như vậy đi. Vậy mà ở nhà nói xấu em nhiều lắm chị. Cái gì cũng nói xấu. Không, nó để lên đây anh kể cho mọi người nghe em về em nó mắc cỡ để em thay đổi. Tuy nhiên thì mình hiểu được chồng mình với cái tâm hồn chồng mình con nít như vậy á, đôi lúc mình cũng hòa vào cái điều đó một chút để cho chồng mình vui. Ví dụ như chồng mình than thì mình đừng có bực mình. Đó, mình cũng hòa vào một chút. Ồ, biết rồi, biết là chồng mệt rồi, ôi thương nó vợ cưng nè. Đó, ví dụ như hôn cái chóc cái là rồi khỏe liền đó. Hồi nhân đây thì anh cũng xin chúc hai bạn mau chóng hòa hợp với nhau và có tin vui, có một em bé ra đời dễ thương khó khỉnh. Dạ, cảm ơn rồi. Chào em vậy nha. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Dương Hữu Toàn. Hôm nay em 24 tuổi, hiện đang là tài xế lái xe. Còn em? Em tên là Vương Bảo Uyên, năm nay em 24 tuổi, em là thợ uốn tóc. Hai em là gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Em và chồng em gặp nhau là thông qua một người bạn chung. Hôm đó thì người bạn chung nó mới rủ em và một người bạn nữa đi ăn uống. Thì trong lúc ăn uống thì bạn em mới kể là có một người bạn mới bị thất tình, nói chung là cũng bị bạn gái cũ nên là em cũng nghe, em cũng nghĩ trong đầu là trời ơi sao bị lợi dụng rõ ràng vậy mà không biết. Lợi dụng hả? Là cái bạn dạ, bị bạn, lợi dụng. Dạ đúng rồi, bạn chồng em á. Thì em mới nghĩ vậy thôi, cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau chồng em tới em mới có ấn tượng mạnh với chồng em. Đó là một người vừa đen vừa xấu, để vậy còn mặc một cái áo dài cách tân màu xanh chuối. Áo dài hả? Dạ, lúc đó chồng em làm ở buffet. Cái đồng phục của nhà hàng đó nó vậy đó. Rồi mang thêm một đôi giày mỏm cá sấu mà em cực kỳ ghét những ai mà mang cái đôi giày đó, nên là nói chung ấn tượng đầu tiên là cực kỳ xấu luôn. Còn ấn tượng của em đối với vợ là lúc đầu lên thì thấy trong bàn thì vợ em là trắng nhất, đẹp nhất, nên em thấy vậy em bắt ghế em sát vô em ngồi liền. Dạ, hai cái ấn tượng nó cùng chắc nhau á. Là màu đen với màu trắng rõ rệt. Rồi trong suốt cái buổi đó rồi là chắc là em chủ động là trò chuyện rôm rã đúng không? Dạ đúng rồi, em là người chủ động, rồi em còn giả bộ đổ nước vô là em lấy khăn em chùi chùi dùm. Ủa lúc đó là vợ em là mặc quần dài ha? Dạ quần sọt á. Đủ thân. Dạ, chứ chưa. Rồi có để yên cho lâu không? Dạ không, thì em cũng đẩy có. Xong rồi em mới thấy vô duyên quá, nhưng mà em nghe kể câu chuyện các bạn là các bạn ngu hồi nãy á, thì em mới ghé qua em nói bạn mình nói thiệt, các bạn ngu thiệt á. Xong rồi chồng em mới chớ mắt ra nhìn em, xong rồi nói không, mình nói thiệt mà. Sau cái câu nói của vợ em á thì em mới nói trời, người đâu đẹp mà vô duyên quá, em mới nghĩ đầu vậy. Em mới nói là lần này anh thì cua cho bỏ ghét. Rồi xong thì lúc đó vợ em đi vệ sinh, em mới xin số điện thoại của vợ em qua người bạn đó. Về em mới liên lạc rồi làm quen. Nhưng mà trong cái buổi đó là tụi em ngồi với nhau là xong rồi đi về hay là đi tiếp tục tăng hai nữa? Xong thì đi về. Thì lúc đó chồng em cũng ga lăng kêu là thôi để mình đưa bạn về. Thì anh đưa em về thì mới nói một câu nghe xếp: Uyên có hay đi về một mình không? Em nói là thì cũng có một mình thì đi về một mình thôi. Xong anh ấy nói là từ nay trở đi á, Uyên không phải đi về một mình nữa, Toàn sẽ đưa Uyên về. Nói chung là lúc đó em cũng thấy xinh xến, em đấy là rửng da gà. Đó là một cái kiểu rất là kiểu cô gái rất là một cái kiểu rất là ngôn tình. Nhưng mà em thì không hợp với kiểu đó. Nhưng mà em không thích cái kiểu mà soái ca ngôn tình kiểu đó. Dạ, thì điều gì mà khiến cho em lại và từ ghét em từ ghét mà chuyển thành yêu? Hôm đó chồng em mới rủ em đi coi phim. Em thì rất là sợ ma, thì bữa đó không biết sao hết vé hay sao đó thì chồng em lại mua phim ma. Thế là vô em sợ quá, em cứ bám với lấy chồng em, xong rồi anh ấy lợi dụng
nóng tay em. Xong rồi ra thì anh ấy mới nhẹ nhàng nói là Uyên có đồng ý làm bạn gái của Toàn không? Toàn sẽ bảo vệ Uyên đồ này nọ. Wow. Thì nói chung là em cũng cảm thấy cảm động nên là em cũng đồng ý. Vậy là từ lúc ghét cho đến lúc đi coi phim là bao lâu? 2 tuần. Vậy là trong 2 tuần là từ ghét chuyển qua là xúc động rồi đó, đúng không? Từ cái hôm xem phim đó xong rồi đến lúc hai người đám cưới á là lâu không? 6 tháng là cưới. Rồi sớm không em? Sớm. Sớm. Sao cưới sớm dữ vậy? Dạ nói chung là một hiểu lầm nho nhỏ giữa hai gia đình. Ba mẹ chồng em á thì mới xin lên nhà em là để thăm hỏi gia đình. Còn phía của nhà em á thì lên thăm hỏi là gần giống như dạm ngõ nên là nó hơi nhanh. Thì sau khi dạm ngõ xong, bên vợ em mới nói với bên nhà em là thôi thì giờ hai đứa nó cũng vậy rồi, anh chị về đi coi thầy đi rồi mình chọn ngày cưới luôn. Thì lúc mà coi thầy á thì ổng bảo là đám hỏi trong năm nay, rồi một là cưới liền luôn, không thôi là 2 năm nữa. Thì ba mẹ thấy vậy thì cũng lỡ đám hỏi rồi mà để con ta 2 năm nữa, tội chịu sao nổi. Dạ nên thôi đám cưới luôn trong năm luôn. Vậy là cái thời gian nó quá nhanh như vậy á. Lúc cưới nhau xong rồi chắc là cũng vỡ mộng nhiều lắm hả? Lúc mà em có bầu á là mọi chuyện có bắt đầu là cũng hơi xấu đi rồi. Lúc đó chồng em bắt đầu là đi chơi nhiều hơn, hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau nhiều. Ủa em tại sao lúc vợ mang bầu mà em lại đi nhiều là sao? Lý do gì? Lúc mà vợ em mang bầu á thì tính tình thay đổi hay càm ràm lắm. Với lại chuyện nhỏ nhặt gì cũng lôi ra kiếm chuyện chửi hết. Nên em rất là ức chế, đi làm thì mệt rồi mà về gặp cái cảnh đó nữa nên em thấy như bị stress vậy đó. Em luôn tìm cách né với mặt vợ em. Còn cái lý do này nữa không? Dạ có anh. Bình thường lúc đầu thì vợ em có 52kg à, nhưng mà khi mà mang bầu á tăng lên tới 75kg lận à. Giờ vừa càm ràm em rồi xấu nữa nên em rất là bực mình trong người. Còn như vừa xấu người xấu nết luôn. Dạ, đó phải không? Cái đó là đúng luôn á. Có những người người ta tăng cân nhưng mà về cái làn da, về những cái trạng thái nó vẫn không thay đổi. Yeah. Lại có những người phụ nữ tăng cân rồi còn về cái hình thức bên ngoài nó sẽ trở nên mụn người sưng húp này đó, là vợ em có. Dạ có. Lúc đó tay chân của vợ em nó sưng, nó phồng lên giống như là bị phỏng vậy đó. Mặt có bị mụn không? Mặt thì không có mụn nhưng mà mũi thì nó to lên, biến dạng. Em nói chung em nhìn vô gương em còn thấy không nhận ra mình nữa. Lúc đó em stress lắm tại vì trước đó em nghĩ là mình cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà có bầu xong mình cảm thấy mình vừa mập vừa xấu nè. Nói chung là không có vui trong lòng nữa. Và cũng sợ chồng chê. Khi chồng mà bỏ đi liên tục như vậy, cái cảm giác em sao? Em có nghĩ là vì có lẽ mình xấu quá cho nên chồng mình bỏ đi không? Hay là do là mình càm ràm? Em cũng biết là lúc đó mình cũng xấu thiệt và mình cũng hay càm ràm thiệt. Nhưng mà cái bản thân người phụ nữ mang thai á, người ta có nhiều cái suy nghĩ giống cứ ở nhà là nghĩ chồng mình đi ra ngoài đường vui vẻ rồi, còn mình thì cứ phải ở nhà. Với lại em cũng còn trẻ nữa, nhìn thấy bạn bè mình đi du lịch đồ này nọ đó, nhiều khi em cũng thấy là ủa sao kỳ vậy, bạn bè mình thì còn được đi chơi, còn mình thì có gia đình rồi, nhiều khi không được đi đâu rồi vậy. Nên em cũng ức chế. Em chịu đựng cái tình trạng đó trong bao nhiêu lâu? 6 tháng. 6 tháng. Là 6 tháng. Tháng thứ 7 là em đã về nhà em là ở Đà Lạt để đợi sinh. Rồi lúc đó có chia sẻ với ai được không? Hay là dạ, không. Tự mình ôm cái nỗi buồn đó một mình? Tại vì em quan niệm là mình đã đi lấy chồng á, thì buồn vui của mình á, thì thật ra mình nên giữ cho mình. Thì nếu mình nói cho ba mẹ mình biết á, thì mẹ mình buồn. Nên em không kể cho mẹ em nghe. Không kể cho mẹ, không kể cho bạn? Dạ không. Không chia sẻ cái điều đó với chồng? Dạ. Vậy thì em giải tỏa cái ức chế đó bằng cách nào? Dạ, chữ chồng. Chữ chồng. Là giống như chồng em về thì em sẽ tìm những cái lý do gì đó để em nói ảnh, để giải tỏa cái tâm lý của mình thôi. Mà nhiều khi ảnh cũng hơi vô tâm thì cũng không nhận ra cái điều đó. Nãy giờ em nghe vợ em chia sẻ vậy á, cái cảm giác em sao? Em thấy thì lúc đó em cũng vô tâm thì em không có tâm lý, tại vì em thấy em cũng còn trẻ nên em cứ chơi thôi, chứ em đâu có nghĩ trong người là vợ mình bị thay đổi vậy, có suy nghĩ như vậy nên chết kiếm chuyện với mình đâu. Thực ra là tụi em không xử lý đúng cách trong cái mối quan hệ với nhau. Nói chứ trách chồng thì cũng có trách, nhưng mà nếu mà bây giờ mình bình tĩnh mình nhìn lại thì mình cũng sẽ thấy là nếu như hồi đó mình xoay cái chiều hướng theo một cái hình thức khác thì có lẽ là nó sẽ có lợi cho cả mình và cả chồng hơn. Ví dụ như thay vì mình chửi bới chồng mình thế này thế nọ thế kia thì mình xả cái stress đó, cái áp lực đó bằng một hình thức khác. Ví dụ em phải cho chồng em thấy những giọt nước mắt của em, cái buồn bã của em, cái cô đơn của em khi mà em bị ở nhà một mình như vậy và em không thể chia sẻ được với ai. Đó là một cách. Cách thứ hai, mình nói thẳng với chồng tất cả những điều đó. Em biết là anh bỏ đi là bởi vì em thay đổi về hình thức quá nhiều, nhưng mà anh phải hiểu rằng bởi vì như thế này, bởi vì như thế kia thì chắc có lẽ là chồng em sẽ hiểu hơn. Vì giá mà đây là một người đàn ông mà 27, 28, 30 tuổi, có lẽ là anh ấy sẽ xử sự khác. Nhưng mà tội nghiệp là
em bé mới 23, 24 thôi. Lúc mà vợ có bầu là lúc 23 thôi. Cho nên làm sao mà có thể suy nghĩ được những điều đó. Đó thì đây là một cái kinh nghiệm. Đó là về phía vợ nha. Còn về phía chồng, đúng là em quá vô tâm. Khi vợ em có bầu, đáng lý ra em phải lên mạng để em biết cái kiến thức về cái người phụ nữ khi có bầu họ sẽ thay đổi như thế nào, thì em sẽ hiểu được tại sao vợ em lại như thế. Chúng mình phải tìm hiểu, đúng không? Cho nên thực ra trong cái việc vừa qua thì cái lỗi chồng nhiều hơn. Do đó ngay bây giờ, ngay lúc này bạn làm một cái điều gì đó thiệt là đẹp với vợ bạn để chuộc lại cái lỗi lầm. Nhân dịp lên chương trình thì anh biết trong khoảng thời gian qua anh rất là vô tâm với em, khiến em buồn và xì chết. Có ấn tượng xấu về anh thì bây giờ cho anh xin lỗi. Đó, đứng lên ôm hôn cái cô anh nào. Đó. Mời em giới thiệu cho mình. Em tên là Hoài Nghĩa, năm nay em 26 tuổi. Công việc của em hiện giờ là tài xế. Còn em? Dạ, tên Diễm Hương, năm nay 25 tuổi. 25 tuổi. Dạ, quê ở Đồng Tháp. Dạ, lúc trước thì đi học tốt nhưng mà bây giờ thì về nhà. Hai bạn thì lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Và ai là người chủ động? Dạ, em là người chủ động. Gặp nhau thì ở trên mạng. Nhưng mà hẹn gặp thì lúc ở dòng xe An Lạc. Là lúc đó trở về ra mắt ba mẹ em. Gặp ba mẹ luôn hả? Dạ. Ủa lạ lùng vậy? Nhanh vậy? Dạ. Rồi nhanh vậy? Quen nhau đứng xong mà xuất cái đi luôn. Em không biết là dẫn về nhà. Tại vì nói là gì vậy, đi chơi thôi. Rồi sau đó về nhà ăn cơm. Hẹn nhau trên mạng bao lâu thì gặp? Khoảng một tuần lễ thì hai đứa nói chuyện qua lại cái. Thì em cũng muốn lấy vợ. Tại em cứ lông bông hoài muốn thay đổi cuộc sống. Rồi vợ em thì cũng muốn vậy đó, lấy chồng. Lúc đó cũng muốn tìm hiểu nhau thử rồi giờ nếu hợp thì lấy nhau. Đó thì cái hôm đó hẹn nhau thứ sáu là trở về nhà em là cho ba mẹ em coi mắt, mẹ chịu. Cái mẹ về mẹ nói với ba cũng chịu. Cái rồi chủ nhật đi hồi cưới luôn. Trời ơi, ông nói giống như lâu lắm vậy đó, quen trên mạng tới một tuần lễ lần. Nhưng mà bên này thì là đồng ý. Dạ. Và cho tiến hành là cái chuyện là cưới liền. Còn bên gia đình em có chịu không? Dạ. Rồi sao nữa? Rồi cái mới về lại, rồi cái ba mẹ em mới mời gia đình ba mẹ vợ lên chơi. Rồi mới về lại khoảng 4 tháng mấy. Rồi bây giờ cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ năm mấy rồi. Một năm mấy. Và ở chung với gia đình chồng? Ở chung được một tháng mấy thì ra riêng. Anh nghĩ là thì chắc chắn nó phải có chuyện gì. Dạ anh chồng của em thì không có hợp với gia đình của chồng. Cãi nhau tối ngày. Tức là không hợp với gia đình của mình, khắc khẩu với lại cha mẹ anh em luôn. Như vậy là chị có thể hiểu được là bạn chồng là hơi nóng tính đúng không? Yeah. Rồi á, giờ là khi hai đứa tách riêng ra thì cuộc sống nó có hòa bình hơn không? Khủng bố không? Chồng ăn hiếp hả hay sao? Dạ, chồng em tính hay chơi. Đi làm á, có khi nói dối rồi đi chơi. Vậy hả? Dạ. Ủa cái công việc của em là tài xế thì đi suốt mà đúng không? Chỉ chạy bên vật liệu xây dựng á. Đôi khi hết hạn sớm hơn cái giờ về. Thì nó ghé đó đâu đó chơi cà phê hay là chơi game. Mà vợ đẹp thì xong về chơi với vợ, đi chơi với bạn bè làm chi? Son quá mà đúng không? À, chồng em nóng tính. Mẹ thì lúc nữa. Ở với em thì chồng em có bớt nóng tính không? Hay là có khi nào hai vợ chồng gây lộn với nhau suốt ngày? Dạ có, ngày nào cũng gây á. Ngày nào cũng gây chừng nào. Lý do gì? Rồi với một cái người cao to như thế này nóng tính về có bao giờ mà bụp em chưa? Có. Nhưng mà gây về cái vấn đề gì mà bụp? Chuyện nhỏ xíu thôi cũng gây được. Mấy lần? Chỉ có một lần thôi. Đã anh nóng rồi anh chửi. Em chịu không nổi. Rồi ra lại, nói lại cái bắt đầu im hôn, im rồi đánh mày á. Sau mà cái em nói đánh đi. Cũng xưng mày tao trước không à. Rồi đánh, rồi đập đồ trong nhà hết trơn. Đập hết luôn? Dạ. Em tức quá, chịu hết nổi rồi đánh lại. Hai chồng đánh lộn như nhất vậy đó. Có lần hai vợ chồng nói qua nói lại, cái cãi lộn. Em dặn như em quơ tay qua đó, cái cụ chỏ này trúng đầu. Không, mày đánh tao hay nghĩa. Chụp cái đầu ghi xuống, dứt em liền. Vậy à? Dữ vậy đó hả? Rồi cái em mới lỡ tay, cái em phản ứng, cái em lại em chụp lại tính lại hỏi thăm có sao. Lúc đó chạy vô nội mét nội, cái em thấy bà già thật, đi vô mét nội em đi về luôn. Thật có khi nào mà em giận quá rồi em bỏ nhà đi luôn? Tại anh đuổi mình chứ không. Đuổi hả? Đuổi là sao? Mày ở không được, mày đi, mày biến đi, mày biến khỏi nhà tao, nhà không phải của mày. Nhà thuê mà. Cũng đâu phải nhà của anh đâu. Rồi lúc đó làm sao? Cái em điện thoại cho mẹ chồng. Mẹ chồng nói ở đó đi, chút mẹ qua mẹ rước. Mẹ chồng qua rước em, cái anh nói bye bye nha.
không gặp lại nha. Cái điện thoại đó kêu bạn bè lại bài ra nhậu nhẹ, xong rồi cái về hỏi giờ mày về không, cái không về, cái em về không, cái nó không về, tự nhiên anh đuổi em đã vậy, em không về, em ở đây với mẹ. Cái đá cái bình nước cái bên đá bung lên trời, cái anh đi tiếp nữa, anh nhậu tiếp nữa, xong hỏi cái quay về hỏi em về không nữa, xong rồi cái đi nhậu tiếp, xong rồi họ xỉn quá trời luôn, về cái quậy với nhà cho mẹ luôn, qua nhà mẹ quậy tiếp. Dạ trời ơi, ông thật không là em cho về, là bắt vợ về cho bằng được thì thôi đó, phải dạ. Không rồi lúc đó em có về không? Dạ qua ngày sau thì mẹ kêu thôi về đi, về anh nói anh sửa đổi rồi. Còn cái chuyện nào mà nó lớn hơn nữa? Lúc em mang thai bé, sức khỏe em đã không tốt rồi. Bữa đó anh đi chạy xe xong, cái cũng có cả nhà đó, cái anh đi nhậu luôn. Ở nhà hết đồ ăn rồi, em mệt, em đi không được. Anh nói anh giờ về mua đồ ăn cho em với. Anh nói ừ, để hỏi anh về. Về xong là xỉn rồi, đi đâu có nổi nữa. Rồi cái nói qua nói lại, cái lấy tiền cái chạy đi mua bia về, ngồi đó nhậu chọc tức em. Rồi em sao? Dạ, rồi em không nói gì. Tại vì anh xỉn nóng lên, nó rất là sợ luôn. Sợ là đập đồ này kia, rồi anh không có tự bảo vệ được bản thân mình, rồi làm ảnh hưởng đến em nữa. Rồi em không nói hết á. Rồi sáng lại anh đi làm, anh cũng không thèm nói chuyện với em. Sáng là em với đứa em gái, tại bữa đó em gái lên. Rồi thôi hai đứa chị em dọn đồ về luôn. Về quê? Dạ. Về nhà mẹ quê? Dạ. Rồi sao? Rồi cái em nghe về em cũng hết hồn, em bỏ xe em giục em chạy về thấy khóa cửa hết rồi. Rồi em về nhà gia đình của em ở bao lâu thì hai đứa lại nhập lại? Em ở khoảng tháng mấy á. Ừ. Nhưng mà chồng em xuống á chị, không có vô gặp gia đình của em mà chỉ là kêu em ra ngoài nói chuyện thôi. Ừ. Ủa dạ. Sao vậy? Tại vợ em kể cái chuyện xấu này nọ hết cho ba mẹ em mặc cảm, em không dám vô. Mà em thấy cái chuyện đó là chuyện xấu đúng không? Yeah. Rồi sau đó là thì em đi lên với chồng luôn, thử anh có thay đổi không. Rồi ba mẹ em đồng ý không? Dạ không có nói, em nói đi làm. Em nói đi làm rồi em đi lên đây luôn. Dạ. Như vậy là ba mẹ vẫn còn giận em đúng không? Dạ. Rồi bây giờ bên mẹ của em á thì có giận tụi em không? Cũng có giận, hai đứa cãi lộn nhau có ngày nên hai bên gia đình cũng giận. Giận luôn, coi như là bên nội cũng giận, vợ chồng ở đây, bên ngoại cũng giận vợ chồng. Rồi bây giờ vậy đi, con muốn nhân cơ hội này nói một lời gì đó ba mẹ mình với ba mẹ vợ không? Dạ có. Vậy nói đi xong mình nói chuyện tiếp. Dạ nhân dịp chương trình Vợ Chồng Son này, con xin lỗi ba mẹ vợ và cả ba mẹ con và cả vợ con. Con hứa sau này chỉ thú làm ăn, không đi chơi hay bớt đánh nóng lại, biết lo lắng cho gia đình hơn. Con xin lỗi ba mẹ hai bên. Ba mẹ của con xin lỗi. Tại vì con chưa tìm hiểu kỹ, nhưng mà con lấy chồng rồi, nhưng mà con không có muốn gian dở. Con muốn thử có một cơ hội nữa, thử coi chồng con có thay đổi được hay không. Không sao, em cứ việc em không cần phải kìm hãm, kìm nén cái gì hết á. Như thế nào là mình cứ nói ra để cho chồng mình hiểu, cho ba mẹ mình hiểu. Đó, nhân cái dịp này em nói hết cho chồng nghe. Em muốn chồng em thay đổi như thế nào? Dạ em muốn chồng bớt em chơi lại, đừng có đi chơi bắn cá nữa. Có nhiều tiền em đi chơi bắn cá hết rồi, ở nhà trọ nhà thuê mà không có đủ tiền xoay sở cuộc sống của ai đứa. Anh nóng tính lắm, nhậu nhiều lắm. Em mới kêu là thôi đừng có nhậu nữa, cái mà bớt nhiều rồi, nhưng mà lâu lâu giận lên là cứ đi nhậu vậy. Em sợ chồng nhậu lên á, giống như là không phải là chồng nữa, giống như là một con quái vật kia muốn ăn tươi nước sống người khác á. Rất là sợ. Lúc tỉnh rượu, lúc không có nóng nữa thì là biết, là xin lỗi. Rồi bây giờ chồng có muốn nói gì với vợ thì nói đi. Anh biết anh sai rồi. Cho anh một cơ hội để sửa sai đi. Chị nghĩ là như vậy nè. Nghĩa thì không khéo ăn khéo nói đâu. Hồi nãy cái câu mà xin lỗi của Nghĩa, chị nghĩ là từ đáy lòng, có nghĩa là thực sự là muốn xin lỗi và cũng cảm thấy là những cái gì mà mình đã làm với gia đình nhỏ của mình, với vợ của mình là Nghĩa đã thấy cái sai của Nghĩa rồi. Đúng không em? Dạ. Yeah. Nghĩa thấy rồi đúng không? Ừ. Đó. Và có một điều như vậy nè. Đây là cái người mà gọi là không có giữ cái gì ở trong bụng được. Bực là phải nói. Lên cơn điên là phải bộc lộ ra, giống như là một cái núi lửa vậy đó, là đang nóng, đang tức đây. Thì cái gì để mà triệt được cái núi lửa đó
là phải là nước. Chứ bây giờ một cái núi lửa mà nó đứng kế một cái núi lửa nhỏ hoặc là một cái bếp nhỏ thôi, nó cũng có thể tạo thành cái hỏa hoạn rất là lớn. Thì ở đây á, con người của Nghĩa thì chị nghĩ là không có giả dối. Chỉ có cái điều là khi mà rượu vô đó thì đúng như là vợ em nói á, em còn là em nữa, em bị nó điều khiển. Chính em cũng hiểu được điều đó, đúng không? Thì bây giờ cái tần suất nhậu của em bớt lại. Và em đừng trêu tức vợ em bằng cách là em nhậu nữa. Hiện giờ là Nghĩa có một cái vậy nè, là biết vợ ghét nhất cái gì? Là ghét nhất là mình nhậu, đúng không? Chọc tức, tôi biết bà ghét, tôi nhậu cho bà ghét hơn. Anh nói thích chọc cho em bị nổi điên lên. Thì đó, chọc cho bà nổi điên lên. Đó, đó, rồi ha, mà bà chưa hết điên đúng không? Tôi đi mua rượu tiếp, tôi đã cho bà điên hơn nữa, đúng không nè? Bỏ rồi, từ lúc đó là em bỏ rồi. Thì đó, thứ nhất là Nghĩa đừng có chọc tức vợ em nữa. Giống như là mình nó khôn ngoan, mình đối đáp người ngoài, hiểu không? Cái người mà để mà mình thắng á, là vợ mình, thì mình thắng rồi mình cũng đâu thấy gì là vui vẻ đâu. Là mình là người chồng, mình phải nhận thức được cái điều đó. Đó là về phía Nghĩa, em bớt nhậu lại nữa. Và em luôn luôn trong đầu em phải nhớ nè, bây giờ là phải bảo vệ vợ, sau này là phải bảo vệ con. Đúng không? Chị đảm bảo với em, con người này á, mà khi ra đường mà ai mà đụng gì tới em là lấy cả mạng sống của mình ra mà bảo vệ cho vợ đó. Còn về phần mình đã biết cái yếu điểm của chồng mình như vậy rồi á, thì theo chị thôi mình đừng đối kháng nữa. Lúc xỉn rồi mình chăm sóc cho ảnh, mình đừng có gây lại nữa, cho ngủ đi. Ngày mai nó hết rượu tỉnh táo, lúc đó mình nói. Ví dụ trước khi mình nói, mình sẽ nói là Nghĩa, em muốn nói chuyện với anh một chút, mà anh hứa với em là anh đừng nóng thì em nói. Còn nếu mà anh nóng lên em ngưng không nói nữa. Và em cứ nhớ từ cái mốc ngày hôm nay, cái lời hứa của Nghĩa với cha mẹ của mình, cha mẹ của Nghĩa, và hứa với bản thân mình á, thì lúc nào mà Nghĩa chuẩn bị lên cơn á, thì á, em nhắc lại, Nghĩa nhớ nha, bữa đó là Nghĩa hứa vậy rồi. Và đây là giống như là mình đã đang ở cái gọi là cái cơ hội cuối cùng để mình tìm lại nhau. Mà nếu mà Nghĩa không có thỏa hiệp với em á, thì coi như tụi mình bó tay. Đúng không? Thì Nghĩa nhớ cái đó nha Nghĩa. Thôi bây giờ dày đi, trước mặt bao nhiêu người nè. Bây giờ em hứa với vợ và hứa với mọi người là không bao giờ động thủ với vợ nữa. Hai đứa đứng lên nắm tay nhau đi. Em cho chồng một cái cơ hội. Chồng xin hứa với vợ không bao giờ động tay động chân với vợ nữa. Sẽ hạn chế nhậu nhẹt lại giữa mình. Sẽ không tập đồ này nọ trong nhà nữa. Ngồi hứa cái với ba mẹ vợ. Nhân dịp con này, chương trình này con xin hứa với ba mẹ là con sẽ luôn luôn bảo vệ vợ con. Đúng. Con gán lo làm ăn. Rồi, ôm vợ đi, ôm vợ cái nào. Và cái thưa quý vị, người ta hỏi chúng tôi rằng điều đặc biệt nhất của chương trình Vợ Chồng Son đó là cái gì? Không phải là cái chuyện nói xấu nhau đâu, không phải là những chuyện mong muốn thay đổi đâu, đó là những khoảnh khắc như thế này. Và cái lời hứa này nó là động lực để cho hai vợ chồng của bạn càng ngày càng hạnh phúc với nhau. Rồi, cảm ơn hai em nha.